Thưa quý khán giả, tối qua tại Bến Ninh Kiều, tỉnh Ninh Thuận đã khai mạc Ngày Văn hóa Du lịch Ninh Thuận tại Cần Thơ năm 2023. Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ông Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận cùng ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đến tham dự. Trong khuôn khổ của Ngày Văn hóa Du lịch Ninh Thuận tại Cần Thơ năm 2023, đã diễn ra nhiều hoạt động như giới thiệu nhạc cụ và giao lưu biểu diễn nghệ thuật hát, múa, hướng dẫn múa truyền thống và nghệ thuật làm gốm Bầu Trúc và thổ cẩm Mỹ Nghiệp, trưng bày ảnh du lịch và văn hóa danh lam thắng cảnh của Ninh Thuận. Sự kiện còn có 24 gian hàng trưng bày, giới thiệu về sản phẩm ô cốp, sản phẩm du lịch và ẩm thực đặc thù của địa phương. Du khách cũng được mục thị các nghệ nhân tài hoa khéo léo, làm ra nhiều loại gốm và thổ cẩm truyền thống. Đây cũng là lần đầu tiên mà em đi xuống dưới Cần Thơ luôn, đi xuống đi dạo phố thấy tổ chức như vậy thấy nó cũng rất là vui nhộn nhịp. Không khí ở đây thấy mọi người mọi thứ, với có những cái mà em chưa có gặp ở đây bao giờ thì thấy người ta trưng bày thấy cũng lạ. Em thấy những cái sản phẩm nói chung là ví dụ như là nho Ninh Thuận hay những cái em thấy là nó rất là ngon, những cái mà truyền thống ở đây hả? Thì em rất là vui khi được tham quan các gian hàng và em thấy ở đây có rất là nhiều cái hay và nhiều cái mới để chúng ta học hỏi và tìm hiểu. Dạ, là người dân của Cần Thơ thì em cảm thấy rất là tự hào khi những người Ninh Thuận họ đã có lòng yêu mến về vùng đất Cần Thơ và họ đã dành một cái buổi triển lãm để cho mọi người tham quan và biết đến nhiều hơn về Ninh Thuận. Ninh Thuận hiện có 239 di tích di sản văn hóa phi vật thể, 18 di sản cấp quốc gia cùng hai vườn quốc gia và núi Chúa được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Với khí hậu nắng ấm quanh năm, Ninh Thuận đang phát triển măng tây xanh, táo, tỏi, dê, cừu và là thủ phủ của cây nho của cả nước. Ninh Thuận tự hào là miền đất hội tụ với những giá trị khác biệt với những tiềm năng, lợi thế. Có nét văn hóa đặc trưng, sản vật và tài nguyên thiên nhiên độc đáo để phát triển ngành công nghiệp không khói. Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Ninh Thuận chúng tôi cùng với lại Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long sắp tới là sẽ có cái chương trình để ký kết hợp tác phát triển du lịch để mà cùng cái như là trao đổi rồi giao lưu về cái công tác quản lý nhà nước về du lịch cũng như là trong vấn đề là hỗ trợ tạo điều kiện để mà thực hiện công tác quảng bá xúc tiến du lịch của Ninh Thuận cũng như là thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Để thu hút du khách tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Ninh Thuận tập trung ưu tiên phát triển 3 nhóm sản phẩm chính như là du lịch nghỉ dưỡng trải nghiệm biển, văn hóa di sản Chăm, du lịch nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái gắn với khu dự trữ sinh quyển núi Chúa, du lịch khám phá và vui chơi giải trí cát muối, du lịch săn bắn hoang dã, đường sắt và tham quan các nơi sản xuất năng lượng tái tạo.